tôi đang ở văn phòng. Ông về nhà liền đi, tôi muốn nói chuyện với ông. Ông nghĩ thử coi con mình có thể đi đâu được chứ? Tôi đã nói rồi, chắc nó sang nhà bạn nó chứ đi đâu. Nếu nó sang nhà bạn nó gọi tôi tới đón nó để làm cái gì? Tôi nghĩ chắc là có vấn đề rồi. Nhưng mà nó đi đâu được, tôi không nghĩ ra. Đại ca, lúc giao hàng có kẻ lạ mặt đến phá đám, nó để lại đầu đạn này. Cậu muốn gì? Tôi muốn có một cuộc giao dịch. Mày mà đụng tới con gái tao, tao xé xác mày ra. Mày là ai? Tôi là người mới gửi cho ông chiếc đầu đạn. Là sao hả ông? Tụi nó bắt cóc con mình hả? Đúng. Tụi nó muốn gì? Chỉ là bọn bắt cóc tống tiền. Bà để đó tôi lo. Thám tử, ông tìm người sử dụng đồ. Anh bắt cóc tôi tống tiền hả?